chào mọi người, bây giờ mình đang trên đường đi tiếp tục đi săn lùng coi hôm nay mình sẽ mua cái gì đây. Đố các bạn biết, hôm nay sẽ không phải là một món đồ cổ nữa, đó là một món đồ mà rất hay dùng trong gia đình mình. Mời các bạn cùng theo chân mình theo dõi nha. Đây, hiện giờ mình đang đi trên con đường Tân Sơn. Con đường này bán rất nhiều đồ cũ, nhất là đồ gỗ, những ghế văn phòng này. Đây, đó các bạn thấy ghế văn phòng, đồ gỗ, ghế cà phê, đó, các loại đồ gỗ. Mấy cái phòng thì mũ mà biết xài có không ta? Đấy, có cả bàn học sinh, bàn vi tính. Đi ngang qua con đường thấy gì nhiều nhất không? Bật mí của mọi người là hôm nay Mr. Cóc sẽ dẫn cho các bạn đến để mua một cái ghế văn phòng, tìm cái ghế văn phòng nào ngồi cho nó thoải mái. Bữa giờ ngồi ghế nhựa đau đít quá. Sofa. Đầu tư cho YouTube mình phải trước hết rồi, đây là đầu tư cái chỗ ngồi dựng phim đó nè. Đó, kiếm một cái ghế là đã êm ngồi. Đây là cửa hàng bán ghế gỗ, ghế văn phòng, ghế viết tính. Giờ cái phòng mình nhỏ quá, có 4x3, 12m2 sao rồi. Rồi, ngồi ghế này hợp lý với ta, xếp nè. Này. Đây là ghế ghế giám đốc rồi. Phải không? Thấy rồi phải không? Thấy xong rồi gắn ốc vô hả? Không, đây nè. Để anh làm thôi. Đây, đây. Để lấy cái chân bỏ vô cho bỏ lên cho. Bỏ ngoài rồi. Làm sao thấy nhỏ nhẹ nhẹ nó còn gọn rồi. Tôi mua ghế xếp nhựa khi hay ngồi bàn ăn cơm xếp ra xếp vô đó, nhưng mà ngồi lâu quá thì cũng đau lưng đúng không? Đó, khổ đấy. Khổ, mình ngồi dựng phim. Gắn như vậy thôi, không có tăng lên tăng xuống được không? Hả? Tăng được không? Được chứ. À được. Tất cả cái xe là lên xuống được hết. Mà cái thằng này là lưng lưới này mát. Lưng lưới ăn mát. À đúng rồi, lưới mát ngồi lâu. Mà bật nè. Cái vàng quấn này cũng được không? Nè. Hai chốt này nha. Hai chốt là chứ không phải một chốt đâu, hai nè nè. Chốt này rút ra là dựa nè. Tại cho nè. Đầu tiên cái vàng ghế này ta vàng ghế. Dạ. Dạ, vâng, cảm ơn hai chú. Đó, đi lựa cái ghế ngồi. Cửa hàng mình có lâu chưa chú? Cũng khoảng năm mấy à. Dạ. Đây con đang làm ở kênh YouTube luôn. Hôm nay đi lựa ghế ngồi văn phòng cho các bạn YouTube ngồi. Đó, hôm nay đó dẫn tới đây thì có gì cháu đưa lên YouTube. Dũng Huyền hả chú?
cửa hàng gỗ Dũng Huyền trên đường Tân Sơn. Đó, ai có muốn mua ghế 627 Tân Sơn nha. Đây, hôm nay nãy giờ là mình đưa ra cái nhu cầu á thì chú Thứ Chí Dũng hay là chú đang gì? Chú Dũng luôn đó. Dũng đã tư vấn cho một cái ghế như thế này. Ngồi nếu ngồi lâu đó cái có lưới thấp hơi nè. Không bị ướt mồ hôi áo sau lưng nha. Ghế này chú để bao nhiêu đây không được không? Cái này để 400 đây. 400 như kia là không bớt cái nào không lấy. Cái này là cũng lại làm mới sơn lại làm lại chứ không phải như vậy. Cái ghế này hai là sáng cho hả chứ không hai từ nè. Chứ không phải mua ghế phải biết nè, một từ nè, hai từ nè. Tức là hai miếng ván nó chắc. Cái này bằng cái đó, bằng tiền cái đó luôn á. Tại vì cái lưng lưới này thường tất cả cái lưng lưới là đắt hết. À thường do lấy ghế lưới là đắt. Chẳng hạn như cái này. Chẳng hạn như cái này là 750. Lưng lưới. Lưới không này thì vậy được. 750. Dạ. Lên cho coi, lên cho coi nếu mà đúng hàng á. Nó rất là nhiều loại hàng, nếu đúng hàng cái thằng này 1 triệu mấy. À triệu mà hàng mới thôi chứ. Dạ. Còn đây cũ thì bán lại 750 ha. Cái này mới thanh lý ở trung tâm. À đây là thanh lý trung cư bên kia. Dạ. Rồi chú xin nhận hàng thanh lý về. À, đúng rồi. Đây ghế giám đốc ngồi rồi. Không, giám đốc đây nè. Giám đốc đang lên nè. Mình dốc đám cho nên mình không dám ngồi ghế này. Dạ. Rồi bớt bớt con đi con coi được con lấy nè. 300 định mua kia rồi con mua. Cái ghế đấy á, hai mặt bằng con đỉnh ra lên con ngồi thì con trả đó. Đó, con quảng cáo ngồi chắc lắm. Được mai mốt này giờ con dẫn khách tới mua cho. Đây ghế này coi trắng này. Ok. Đó, các bạn có nhu cầu thấy chú đang sửa ghế này. Nhiều tiền thì mua ghế mới ha, còn vừa sinh viên á thì các bạn muốn ngồi văn phòng về đây gặp chú Dũng. Nói chung mình mở văn phòng nhiều ghế thì mình mua cái này 1/3 giá tiền nhé. Dạ, đúng rồi, nó cũng đỡ cái chi phí cho văn phòng. Đôi khi mình văn phòng mình ví dụ của mình tại nhà riêng mình nói là còn mình nếu mà mướn mình còn phải giờ. Đúng rồi, như giờ về kia một ghế cũ là mình chuyển đơn ở công ty cái mình thanh lý luôn. Đúng rồi. Dạ. Đỡ mình lấy qua lại. Đó, nó có cái bộ. Đó, bộ này bộ hạ đó, chứ bộ hạ đó, lên xuống quá. À, phải nhún là nằm ngã mà nặng như quỷ á, nặng như quỷ. Đó. Dài mấy đủ đô cho người ta 100 mấy chục ký họ ngồi. Giám đốc bên 100 mấy chục ký không phải chứ. Lâu lâu gặp giám đốc nữ mua về sướng lắm, đồ nhẹ tưng à. Nhân viên đi tặng đi giám đốc cái ghế này khi sửa được. Cái ghế này nè, rút ra dài là dựa. Dạ. Chặt tay đã lắm. Chú làm cái ghế này lâu chưa chú? Lâu rồi. Lâu luôn hả? Con đi ngang ở đường này cũng lâu mà thấy con nguyên con đường này. Hồi trước là chú làm ở 551 ở dưới này nè. À. Cái là cái dưới đó chặt quá chú chuyển lên đây. Dạ. Này cũng hay quá ha. Có cha trên bộ diệt nữa nè. Đó. Có cái đạo không? Dạ có chứ. Con đang hát hợp sướng cho nhà thờ Ba Chuông. À, vậy hả? Dạ. Nhà thờ Ba Chuông. Dạ. Hồi trước có cái con bạn của chú ở ngay chỗ hồi thời xưa nó ở được ban giảng hay đi ra lễ nhà thờ Ba Chuông. À. Hồi còn bao cấp. À? Dạ, hồi bao cấp. Giờ chú ở đây chú đi nhà thờ nào? Chú đi nhà thờ Trung Chánh ở trên miền Tây. Trung Chánh ở khu dưới đây á chú. À, dưới Hóc Môn. Ồ sao vậy? Thì chú ở dưới đó mà. À, nó như đây sửa mình làm thôi hả? Đứng đây làm cái này tốt nè. Bữa chú mình đi chỗ này đi chỗ kia. Dạ. Con nghe giọng mấy chú là cũng giống như giọng mấy con là cũng người năm tư như con rồi. Đó. Quá trời đó. Thôi, giờ hết clip thì chạy vẽ cho chú rồi nghỉ đi về nè. Bớt được xíu không chú? Con lấy cái nào? Cái này đi. Cái đó à, tại giờ nếu mà cũ thì
cặp đi rồi sơn cái chân nhớ tìm buộc rồi mình mới cái đồ mới thầu mà bán 130 thì mình lại dẫn quay clip giá tiền đúng rồi bây giờ bây giờ rồi có gì mọi người coi vô đây đâu có xí chỗ đây thôi thì nhỏ nhỏ gì đó anh kéo xuống đây kéo mạnh xuống kéo mạnh xuống bấm xuống rồi xong đây thổi lên đập đi trong bụi cái là đó làm chưa làm rồi đúng rồi con cháu ông anh đưa lên clip á thì con có cái chuyên mục này con đi săn đồ cổ á đồ cổ rồi đồ cũ á đó mọi người cũng thích cho nên là coi nó được người ta biết địa chỉ nó tới là chú không có bán lại đây chú mình không có lên ủa vậy hả à, không chú cái gian hàng á con mua con chở mà mấy cái ghế mà đem 1 triệu á dạ là con chở thì cũng mới cho 50 để chở rồi vậy hả con thách còn người ta không có ghê lắm với là họ mua đồ bán thôi dạ dạ đúng rồi còn chú là chú làm hết lại vâng chú có hết trong nguyên tỉnh là chú bán nghĩa là có chút xíu gì đó mình trình lại cho nó cái này là của mình lấy ở ngân hàng nè à cái này của ngân hàng cái mới luôn á ở đây nó còn rồi thanh lý của mình rồi bây giờ bắt đầu coi chú Dũng trình lại một chút để cho nó chắc chắn này nó ngó xe hai chú là hai anh em đúng không chú? Đúng rồi. À, nhìn giống nhau à? Có bóng cái gì mà? Dạ. Anh em rể. À, anh em rể. Em rể. Đạo gốc mà chỉ có biết kinh Đại Gia, kinh Chính Mừng, đấy. Kinh Chân rồi ra kinh không có biết kinh gì. Lạy Chúa. Vậy là biết rồi, chớ để chúng con say trước chúng nó đúng không? Giờ nhà thờ vườn xoài gần chỗ đó là cha công về ở đó đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa, mới học giáo lý hôn nhân ở nhà thờ vườn xoài đó. Dạ ạ. Cha xứ đó cha có cái phép lạ gì mà chữa bệnh gì á. Không biết chú biết không? Không, cha đó là cha công ông nó chơi giỏi lắm, ông đợi từ cái giáo xứ chợ cầu cũng quá. À, chắc vậy. Chắc ra đó. Con cũng ở ngay Y Thao Cộng Hòa này, nó tí trở về nó dễ không? Còn xe trở về dễ không ta? Ghế to ghê. Dành cho giám đốc thì giám đốc ngân hàng quá à. Thử cầu lên thử cái coi. Dạ. Thử cầu lên nè. Nhúng ra cao luôn. Còn cháy nhau. Thôi. Xưa giờ. Nhúng đi không sao đâu. Ôi. Ủa. À. Xưa giờ đâu dám lên ghế giám đốc ngồi đâu, cứ ngồi lên nó sợ. Không có cái là cũng sợ ngựa chú ơi. Không có thì hắn nhảy cái là cũng đút nó lại là không có, hiểu không? Dạ 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 dạ. Người ta chỉ yếu là cái đó đó, còn đút hết cho lại thấy ta nè. Dạ. Này thấy coi. Ngồi lên lại nha. Chị ra coi. Thấy, thấy chưa? Ờ, cái nó tăng giảm độ gì rồi. Đút ra, chị tiếp. Wow. Thấy không? Yeah. Trời, cảm giác mạnh. Trời, mấy giám đốc mà chơi cảm giác mạnh chứ là. Yeah.
Cái ghế này mà mua mới chắc mấy chục triệu hả chú? Không, cái ghế này nếu mà mua mới là chỉ 7 triệu rưỡi thôi. À, triệu rưỡi hả? 7 triệu rưỡi. À, 7 mà triệu. Mà chú làm nên chú bán có 1 triệu 8 nè. Wow. 1 triệu 8 2 triệu rồi. Ok. Còn hoàn toàn là bán dưới 1 phần 3 hết. Dạ. Yeah. Ghế nhỏ là bán dưới 1 phần 3, còn này dưới 1 mà bán 1 phần 4. 1 phần 4 rồi, dạ. Là vì ghế đắt tiền là bán 1 phần 4. Đó, mọi người thấy không, chú ghế mới này là 7 triệu rưỡi đó mà chú làm cái tay để làm đẹp á. Triệu 3 mấy đó. Ai có nhu cầu liên hệ với lại kênh của mình nha, Góc Nhà TV nha, mình có thể ra mua dùm cho các bạn, gửi tới đâu cũng được ha. Đây mọi người có thể thấy che chưa được gì. Che được gì. Đây là lại may mắn con. Mình sẽ được tự do, không còn là một loại tiền quân nữa nha. Đó, các bạn muốn mình làm mình chủ đề gì mình sẽ làm chủ đề đó nha. Ngồi ba trống gãy luôn đúng không? Chỉ có dựa quá hay là lâu ngày. Không, cái tự này nó vậy. À. Em có lo. Ồ. Cái hàng ghế xe nhiều kia kìa, 225.000. À. 200 có tay 250.000. Nhưng mà em tự là hắn không có cái dập vậy. Đúng rồi, nó đâu có dập đâu. À, cho nên nó cứng như vậy nó buộc. Nó gãy. À, đương nhiên mà cái này là nó có cái gì. Cái gì? Cho em. Đỡ đi. Cái độ dạng nó của nó là do cái gỗ hay là do gì đi? Cái này hả? Cái này do cái mâm. Cái mâm. Ai luôn có phục mới luôn chứ càng chi làm lại vậy. Nó bắt nó vô đây. Cái nó nhịp là nhịp nữa cái này. À, nhịp cái này. Đó. Tăng là vô đây. Kéo. Tăng hạ là cái này. Rồi, cái kéo đó là. Còn cái này là mình muốn cho nó nhịp cả cái ghế là mình lấy cái này. Lấy cái này. Nhịp cái này đó. Nhịp nhẹ thôi. Nhịp nhẹ là lấy cái này ra siết lại là hết nhịp. Đôi khi cái ghế bị rơ mà không phải. Dạ. Nhiều người không biết là siết lại là nó hết. À. Đó, giờ mình siết lại là nó hết hết nét nhịp. Dạ dạ dạ. Nó có cái cây. Có cây này nè nè. Có cây này nó chặn lại nè. Nó không cho nhịp nữa nè. Nè, nó chặn lại nó không cho nhịp nè, mình rút ra là nó cho nhịp. À. Đó, đây vậy vậy. Mua ghế cũng được. Tìm hiểu hướng dẫn kỹ lắm mới biết được chứ. Còn gì mình không biết. Ta hết nhịp. Còn bây giờ mình lấy ra là mình đẩy vô lên. Dạ. Ồ, hạ tôi, ok. Được. Được quá. Một lần đi mua để xem coi ai có chậm cho. Thường là người ta vô đây mua sỉ hay mua lẻ nhiều chứ? Thường người ta vô đây mua sỉ không hay mua lẻ? Mua lẻ có, mua sỉ có nhiều. Mình ví dụ như người ta mở văn phòng rồi về kia thì người ta mua số nhiều. Vâng. Mình mua lẻ lại chú ban cho. Như 10 ngày, 2 tuần á, 2 tuần vừa rồi đây là bán cho cái thằng ở phần mềm Quang Trung. Phần mềm Quang Trung. Nó nhiều lắm, nó đặt một lần mấy chục cái.
mấy chục cái. Dạ. Thằng đó nhân viên mà nó đâu? Nhân viên thôi mà đặt mình. Nhân viên mà nó ngồi hàng ghế 6.5 ngàn lên. Trời. Nó làm phần mềm dựng nó ngồi lâu quá, nó phải nó đảm bảo cho nhân viên nó xài chân quỳ. Chứ ngồi làm văn phòng mà xài chân quỳ như vậy nè. Làm chân quỳ, cái này gọi là chân quỳ không chứ. Cố định đó. Cái này nó cũng nhún được đúng không? Nó có không, cái cố định này là nó ngồi chết, khi mà làm máy là bắt anh phải ngồi im. Nhúc nhích. Không cho mình đàn hồi nhúc nhích thư giãn. Rồi, vậy cái này xong. Rồi. Cái này ấy không? Đặt bụi lắm thấy nó sạch cứng hả? Dạ, thấy không? Nó bụi quá. Đẩy ra đây rồi. Làm sao cái em thả xuống em đẩy vô bàn rồi. Dạ, đúng rồi. Có được cái tựa này nằm. Ok, về chọn cái chân bàn của mình lại. Sao bỏ cháy rồi. Rồi nãy chớp cái là cháy rồi hả? Ok. Rồi, cảm ơn chú. Rồi đẩy này đây. Đây. Mọi người có mua ghế nè, ghế vừa phải. Tư vấn tận tình đến về khi mua bán là một điểm của bạn nữa. Salon sofa được xem đây có các bạn nha. Ai lưu lại để liên hệ nha. Rồi. Vừa rồi mình đây tìm đến một cái cửa hàng ghế chuyên sửa chữa các loại ghế văn phòng, sofa. Các bạn có nhu cầu hãy ghé đến đường Tân Sơn nha. Số 627 đường Tân Sơn, huyện Dũng Huyền. Xin chào, hẹn gặp lại. Nhớ like và subscribe kênh YouTube Cóc Nhà TV của mình ha. Bye bye. Dạ. Ở Long Hải chú. Long Hải hả? Dạ. Long Hải không là người đi nước ngoài, người vượt biên hồi thời đó hầu như 80-90%. Dạ, gia đình con cũng đi hết gần hết nữa. À dạ. Xưa ông ngoại con ở Tân Phú nè. Đợt giải phóng vô cái giờ. Ở ngay Tân Phú nè. Ở đây ở Đồng Nai. À, chú ở Đồng Nai hả nè. Ở chỗ nào chú? Hôm nay ở ngay Xuân Lộc á. Xuân Lộc luôn hả? Rồi, ngay giáo phận luôn hả? À, trong Xuân Lộc là giáo phận là ở Long Thạnh. À Long Thạnh, Long Thạnh. À, huyện Xuân Lộc, dạ biết rồi. Ờ, cũng người mình không? Đây hay lên nhà thờ Hòa Hưng sinh hoạt. À, ở Hòa Hưng thôi chú? Ở quận 3. Dạ đúng rồi. À, chú làm ban trị sự gì? Đó, làm cái nhóm gia đình sống tình mừng tình yêu á, chắc không ai đó. Gia đình gì chú? Sống tình mừng tình yêu. Wow, vậy bữa nào con xin tham gia với? À, thường mấy hàng tuần sinh hoạt chứ? Tối thứ ba hàng tuần. Rồi, à cái buổi tối sinh hoạt con hay nghe bạn con nói rồi. Tối thứ ba hàng tuần. Chia sẻ về tình yêu gia đình hôn nhân không chứ? À, về hôn nhân gia đình sinh hoạt. Dạ. Cha nào làm chuyện? Cha ở ngay thì thằng họ rất luôn. Dạ. Cha nó như là hạt trưởng đó. Hạt trưởng. Ồ. Dạ làm. Thứ ba hàng tuần mấy giờ chứ? 7 giờ. 7 giờ tối. Dạ làm. Thứ ba hàng tuần 7 giờ tối tại giáo xứ Hòa Hưng nha, nhà thờ Hòa Hưng nha. Bữa nào mình sẽ có dịp ghé đến. Tại thường con sinh hoạt bên Ba Chuông với lại đi Vườn Xoài nhiều. Với lại bên Đức Cha nuôi là có. Nuôi, dạ. Nuôi hôm dạ. Cha còn cá, còn đến mực á. Dạ. Vâng, vâng. Thôi bây giờ mình sẽ trả tiền cho chú và chở xe chở ghế về nha. Bye bye. We'll be right back.